K&P Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại K&P Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. K&P Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả, trở lại với phần 3 của chương trình Talk Show giới thiệu quý vị trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát. Quý vị thấy rõ ràng là trong 4 năm qua đó thì trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát là một trong những, phải là trung tâm bán nữ trang và hộp xoàn dám đưa một cái chương trình talk show kéo dài liên tục như vậy mỗi tuần một lần, không ạ? Những quý vị chưa mua riết rồi cũng biết và theo dõi rồi tự nhiên là trở thành khách hàng của trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát lúc nào không hay, không ạ? Muốn check lại, muốn coi lại coi mình mua giá đó như thế nào, có đúng giá nước này kia không, lên online coi lại chương trình talk show là vì có thể biết được cái khái niệm mua như thế nào, mua mắc mua rẻ, mua như thế nào, mua làm sao, chất lượng ra làm sao, màu của viên hộp xoàn thế nào đều có trên cái những cái talk show của chúng ta hộp xoàn K&P Đại Phát. Riết rồi trở thành coi như là cái chuyện mà mua hộp xoàn nó ngày xưa nó có những người không biết khó khăn, giờ nó trở thành dễ dàng vô cùng, phải không thưa chị? Dạ, giống như là thưa anh Phạm Khanh, nhiều khách hàng nói là tôi chưa từng biết mua hộp xoàn mà bây giờ nhờ có show của K&P Đại Phát giờ tôi giỏi lắm rồi. Đó. Có thể mở được cái tiệm kế bên. 4 năm trời mỗi tuần một show, coi hàng trăm show vậy mà không giỏi sao được, phải không? Bây giờ là món số 21 của chương trình ngày hôm nay, đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 2 carat 13 nước J John Color IF 3 Excellent. Giá sale là 17.480 đô. Dạ quý vị, đây là món số 21 rất hấp dẫn nha quý vị. Là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có khoảng 60 cái viên hộp xoàn nhỏ cộng với một cái viên hộp xoàn chính giữa là 2 carat 13 nước G, là G cho nha quý vị, mà rất là trắng của GIA. IF thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent, cái fluorescent là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 21.000 đô. On sale tuần này chỉ có 17.480 đô. Cái xoàn 2 carat 13 nước GIF chỉ có 15.800 đô cho cái viên này. Nhẫn xoàn là 1.680, hai cái cộng lại là 17.480 đô. Và qua món số 22, đó là một chiếc vòng xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 10 viên xoàn nhỏ cộng 6 viên xoàn 4 ly 4 nước E-Color VVS 13 Excellent, giá sao là 5.700 đô. Dạ quý vị, đây là món số 22, là có một cái chiếc vòng xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 10 cái viên hột xoàn cộng thêm 6 cái viên hột xoàn 4 ly 4 nha quý vị, nước E-Color VVS 1 cộng thêm 3 cái Excellent, cái fluorescent của viên này là nên. 6 cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.900 đô. On sale tuần này chỉ có 5.700 đô thôi quý vị. Và món số 23, đó là một chiếc vòng xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 120 viên xoàn nhỏ cộng 6 viên xoàn 4 ly nước F VVS1, nước F VS1 cộng với lại một viên xoàn 4 ly 3 nước F VS1. 7 viên xoàn này đều có giấy giám định quốc tế. Giá on sale là 5.250 đô. Dạ quý vị, đây là món số 23, là có một cái chiếc vòng xoàn rất là dễ thương vàng trắng 18K, trong đó có tất cả là 120 cái viên hột xoàn nhỏ cộng với 6 cái viên hột xoàn kế bên là 4 ly nước ép mà được VS1 cái fluorescent là nên, cộng thêm một cái viên hột xoàn chính giữa là 4 ly 3 nước ép mà VS1 fluorescent là nên. 7 cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.500 đô. On sale tuần này chỉ có 5.250 đô. Và món số 25, có một dây chuyền 18, có khoảng 78 viên xoàn nhỏ, 1 carat 03
cái dây chuyền này là làm tại Hồng Kông, giá anh sẽ là 1080 đô. Dạ quý vị, đây là món số 25, là có một cái dây lắc á quý vị, chứ là dây chuyền dây lắc sorry nhá, mà 18K có khoảng 78 cái viên hột xoàn nhỏ, là được tất cả là 1 carat 0.3, mà cân nặng của cái vàng là 6.8 gram. Dây lắc này làm tại Hồng Kông, giá thị trường là 1300 đô, on sale tuần này chỉ có 1080 đô. Qua món số 26, đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng 74 viên xoàn nhỏ, vàng nặng là 2.30 gram, giá on sale là 450 đô. Dạ quý vị, đây là món số 26, là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có 74 cái viên hột xoàn nhỏ, cân nặng được là 0.40 carat, vàng nặng thì 2.30 gram, giá thị trường là 630 đô, on sale tuần này chỉ có 450 đô thôi quý vị. Qua món số 27, đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng 36 viên xoàn nhỏ, giá on sale là 380 đô. Dạ quý vị, đây là món kế tiếp, là cái món số 27, là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có 36 cái viên hột xoàn nhỏ, cân nặng được là 0.30 carat, nặng thì 2 gram, giá thị trường là 495 đô, on sale tuần này chỉ có 380 đô thôi quý vị. Món số 28, đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng với 40 viên xoàn nhỏ, giá on sale là 380 đô. Dạ quý vị, đây là món kế tiếp, là cái món số 28, là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có 40 cái viên hột xoàn nhỏ, cân nặng được là 0.30 carat, cân nặng được vàng thì 2.8 gram, giá thị trường là 495 đô, on sale tuần này chỉ có 380 đô thôi quý vị. Và món số 29, có một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, giá on sale là 380 đô. Wow, ba món đều cùng giá ha. Dạ, mà ba kiểu khác nhau. Ba kiểu khác nhau. Dạ. Dạ. Món số 29 là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có 24 cái viên hột xoàn nhỏ, cân nặng vẫn được 0.30 carat, vàng nặng là 2.6 gram, giá thị trường là 495 đô, on sale tuần này chỉ có 380 đô. Món số 27, 28, 29 đều là 380 đô, nhưng mà ba cái mẫu khác nhau quý vị. Và món kế tiếp, món số 30, có một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, 36 viên xoàn nhỏ, giá on sale là 320 đô. Dạ quý vị, đây là món số 30, là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, trong đó có tất cả là 36 cái viên hột xoàn nhỏ, mà giá thị trường là 390 đô, on sale tuần này chỉ có 320 đô. Những cái món này là hàng mới về quý vị, thành ra là mấy cái 300 đó là quý vị thích thì quý vị nhớ lấy hết đi, chứ không là người khác gọi vô là không có hàng đâu quý vị ơi. Giá phải chăng ha, hàng thời trang. Mua tặng em Christmas. Christmas đó, yeah. Muốn mà nhỏ dễ đi kiếm được vài trăm đồng. Không à, thưa quý vị. Nhớ mua cho con gái nè, mua em nè, bạn bè nè, không à, cha mẹ thì cũng mua lớn hơn chút. Thưa quý vị, số điện thoại của trung tâm hột xoàn KMP Đà Phát 714-305-8089, 714-305-8089. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn. Hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ căn 214 gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.